Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video chia sẻ kiến thức căn bản về cloud. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn phần 2 của dịch vụ VPC Networking. Trong phần 1, các bạn đã làm quen với các chức năng cơ bản của dịch vụ này. Còn trong phần 2, mình sẽ tiếp tục giới thiệu các tính năng nâng cao, đó chính là VPC Peering, VPC Endpoint, VPN và Direct Connect. Nào, hãy cùng bắt đầu nhé. Trong phần đầu tiên, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về VPC Peering. VPC Peering cho phép tạo kết nối giữa các VPC với nhau. Các VPC có thể nằm cùng trong một region hoặc khác region, nằm trong cùng một account hoặc khác account. Kết nối VPC Peering giữa các VPC thì sẽ sử dụng hạ tầng sẵn có của AWS và tách biệt với Internet. Các instance trong các VPC có thể nói chuyện được với nhau sử dụng dải địa chỉ Private IP, như thể chúng nằm trong cùng một mạng VPC. Việc tạo kết nối VPC Peering giúp cho việc chia sẻ dữ liệu giữa các VPC ổn định và an toàn hơn khi mà kết nối không cần phải sử dụng Internet. Kết nối VPC Peering là kết nối 1-1. Chúng ta không có khái niệm Chain-Seq Peering, nghĩa là kết nối giữa hai VPC, trung gian qua một VPC được peer với hai VPC này. Chúng ta phải khởi tạo trực tiếp kết nối VPC peering giữa hai VPC này. Lưu ý rằng các VPC muốn tạo kết nối VPC peering phải không được overlap hay chồng chéo side drain. Trong môi trường cần khởi tạo kết nối VPC peering giữa nhiều VPC thì sẽ khó cho việc quản lý các kết nối này. Một giải pháp thay thế đó chính là Chain-Seq Gateway. Nó cho phép VPC được gắn vào đó và giao tiếp với nhau. Mọi người có thể tham khảo thêm. Phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về VPC Endpoint. Trước khi ra đời VPC Endpoint, các dịch vụ không nằm trong VPC mà nằm ở khu vực Public Zone của AWS như S3, DynamoDB, SQS, vân vân. Thì nếu bạn muốn kết nối thì phải đi qua Internet. Việc kết nối phải đi qua Internet có những vấn đề, đó là gây rủi ro về mặt an toàn dữ liệu và thiếu ổn định. VPC Endpoint ra đời như một giải pháp khắc phục những vấn đề này. Nó cho phép VPC của bạn có thể kết nối tới các dịch vụ ở Public Zone của AWS theo một cách an toàn và ổn định nhất. Các instance trong VPC có thể truy cập đến các dịch vụ này không cần qua Internet, nên không cần nhất thiết phải có Public IP mà chỉ cần Private IP là đủ. Các traffic sẽ nằm trong AWS Network, nằm trong mạng của AWS và tách biệt với Internet. Các endpoint là các thiết bị được ảo hóa, có khả năng scale, có dạng linh hoạt, tính có sẵn cao và đặc biệt gần như không bị hạn chế về băng thông. Có hai loại endpoint, đó là Gateway Endpoint và Interface Endpoint. Gateway Endpoint chỉ cho phép instance trong VPC kết nối được tới duy nhất hai dịch vụ ở Public Zone, đó chính là S3 và DynamoDB. Về khía cạnh định tuyến, chúng ta sẽ có một khái niệm, đó chính là Prefix List. Prefix List đơn giản là một tập hợp các dạng IP Public được cung cấp bởi dịch vụ S3 hoặc DynamoDB trong một AWS region. Sau khi một gateway endpoint được tạo ra, trong Routable, chúng ta phải thiết lập rule để tất cả các traffic tới S3 hoặc DynamoDB, nghĩa là nằm trong prefix list, sẽ được định tuyến đi ra gateway endpoint. Gateway endpoint có thể thiết lập các policy để giới hạn quyền truy cập, và có thể thông qua các resource policy như S3 bucket policy. Interface endpoint là một elastic network interface được tạo ra trong một subnet. Nó giống như một network interface gắn vào một instance. Tuy nhiên, nó nhằm mục đích để phục vụ cho các request tới các dịch vụ ở public zone của AWS như SQS, SNS, vân vân. Và các dịch vụ ở bên third party, marketplace.
hay cũng chính để phục vụ cho dịch vụ cung cấp bởi bạn. Interface Endpoint được hỗ trợ bởi một công nghệ tên là Private Link. Nó cho phép các instance kết nối với dịch vụ ở Public Zone một cách an toàn nhất khi tất cả các traffic nằm hoàn toàn trong AWS Network. Để hiểu đơn giản, Private Link cho phép các dịch vụ cung cấp bởi AWS, của Marketplace hoặc của chính bạn. Các dịch vụ này nằm ngoài VPC, được sử dụng như thể nó nằm trong VPC của bạn. Do vậy, instance trong VPC có thể kết nối, sử dụng chỉ bằng private IP của nó. Các endpoint của các service này sẽ được phân giải, sẽ chính là private IP của Interface Endpoint. Interface Endpoint là một network interface nên nó sẽ bị kiểm soát bởi Security Group, Network Access Control List hoặc một policy gắn vào interface này. Trong quá trình tìm hiểu, mọi người có thể đặt câu hỏi là tại sao không dùng Interface Endpoint cho dịch vụ S3 và DynamoDB mà lại sinh ra Gateway Endpoint làm gì? Thì câu trả lời đó liên quan tới công nghệ và lịch sử. Tại thời điểm Gateway Endpoint ra đời thì chỉ support S3 năm 2015 và sau đó là DynamoDB năm 2017. Và công nghệ thời đó chỉ có Private Link. Mãi tới sau này, cuối năm 2017 thì công nghệ Private Link mới ra đời và Network Balancer cũng ra đời từ đó. Từ đó mới sinh ra Interface Endpoint. Do vậy mới tồn tại hai loại endpoint này. Trong phần cuối video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về VPN, Direct Connect và AWS Global Accelerator. VPN là viết tắt của Virtual Private Network. VPN cho phép tạo một kết nối bảo mật từ network của bạn tới một network khác sử dụng Internet. VPN được sử dụng khi người dùng muốn bảo mật thông tin trong quá trình truyền kết nối, tránh rủi ro bị theo dõi hay can thiệp từ các đối tượng từ bên ngoài như các hacker, spy. Trong bài toán về Hybrid Cloud thì VPN luôn là lựa chọn đầu tiên được tính tới khi phải thiết lập một kết nối từ hạ tầng On-Premise Data Center tới một VPC trên Cloud AWS. Để tạo một kết nối VPN trên AWS, cung cấp một thành phần có tên là Virtual Private Gateway, là thành phần phụ trách xử lý kết nối VPN khởi tạo từ On-Premise Data Center. Ở On-Premise thì sẽ thiết lập một thành phần có tên là Customer Gateway. Đây như là một điểm khởi đầu, điểm khởi tạo kết nối VPN. VPN dựa vào mạng Internet nên thiếu tính ổn định và chi phí truyền tải dữ liệu về cơ bản là đắt. Với những kết nối nào cần tính ổn định và chi phí rẻ thì AWS cung cấp một giải pháp khác, đó chính là Direct Connect. Direct Connect là giải pháp của AWS cho phép kết nối từ On-Premise Data Center của khách hàng tới AWS theo một đường kết nối chuyên dụng được cung cấp bởi đối tác của AWS, viết tắt là APN, Amazon Partner. Direct Connect sử dụng các Direct Connect Location nằm rải rác trên toàn cầu, là trung gian giữa data center của khách hàng và AWS. Trong mỗi Direct Connect Location thì sẽ có phần kết nối vào mạng của AWS sử dụng các Direct Connect Router. Phần còn lại là các router của APN và của Customer. Phần này phụ trách kết nối từ khách hàng tới Direct Connect Location. Direct Connect sử dụng đường kết nối mạng chuyên biệt nên ổn định và an toàn hơn rất nhiều so với VPN dựa trên kết nối Internet. AWS Global Accelerator là dịch vụ cung cấp bởi AWS nhằm mục đích làm tăng hiệu năng của các dịch vụ cung cấp cho người dùng. Thông thường, các user khi gửi yêu cầu tới các dịch vụ xây dựng trên AWS sẽ được định kiến qua rất nhiều các router của các Internet Service Provider, viết tắt là ISP, sử dụng các giao thức Internet. Điều này làm tăng độ trễ đường truyền và làm giảm trải nghiệm người dùng. Global Accelerator
sinh ra với mục đích khắc phục những điểm yếu đó khi nó được đặt rất gần với người dùng. Sau khi tiếp nhận yêu cầu của người dùng thì sẽ chuyển những yêu cầu này vào network của AWS thay vì phải đi lòng vòng qua các Internet Service Provider. Điều đó làm giảm độ chạy đường truyền và tăng trải nghiệm người dùng. Global Accelerator hiện tại support cho các ứng dụng chạy trên các giao thức TCP và UDP. Như vậy, trong video ngày hôm nay, mình đã giới thiệu tới các bạn các tính năng nâng cao hơn của dịch vụ VPC, đó chính là VPC Peering, VPC Endpoint, VPN, Direct Connect và Global Accelerator. Các kiến thức mình đưa ra là tổng quan để các bạn có thể hiểu ý nghĩa của từng tính năng này. Hy vọng các bạn có thể dành thời gian để thực hành tìm hiểu các tính năng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên follow và subscribe channel của mình nhé. Mình xin cảm ơn.